thân yêu, đây là những hình ảnh được tường thuật trực tiếp từ sân vận động Thống Nhất ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi sẽ diễn ra trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 6 giải vô địch quốc gia Nagolf 2023, cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh và đội khách câu lạc bộ Topelec Bình Định. Cao Văn Triền lại là cánh phải, hành lang cánh phải đang được dồn khá nhiều bóng dành cho Topelec Bình Định, chèo bóng vào trong, không vào. Chè người rất khéo, Rafael. Lưới của cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã rung lên. Nhưng trước đó thì trọng tài đã bắt lỗi cản người tới từ Hà Đức Chinh. Quả đá sau đó là rất đẹp. Các trận đấu tại vòng 6 giải vô địch quốc gia Nagolf 2023 thì cặp đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng cũng như giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Topelec Bình Định là hai cặp đấu muộn nhất của vòng 6. Khá nguy hiểm. Không vào. Tình huống chạm bóng cuối cùng là của Victor Masaray. Trước đó thì cũng phải khen ngợi cho sức dướn của Hồ Tuấn Tài. Tuấn Tài xuất hiện bất ngờ ở khu vực cột xa. Nhưng chuyền vào. Nỗ lực là của Hồ Tuấn Tài. Xoay sở tốt. Bóng hướng đến vị trí của Zemelin. Rồi, Zemelin tiếp tục là cú đá của Zemelin. Sự xuất sắc của thủ thành Nguyễn Thanh Thắng là không đủ để ngăn cản bàn thua đến với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Thanh Thắng đã có một nỗ lực cản phá tuyệt vời ở trong pha bóng đầu tiên, nhưng Zemelin quá nhanh. Sức dướng của cầu thủ này đã đánh bại hoàn toàn hàng phòng ngự của đội bóng áo xanh. Mạc Hồng Quân, cú đá rất căng của cầu thủ áo số 8. Nhà bóng khá tốt, vẫn là những tình huống phối hợp của cầu thủ áo xanh. Quả đá của Victor Masaray và tiếng còi đã cất lên. Không phải là một quả phạt đền mà đó chỉ là một quả đá phạt. Quyết định đã được đưa ra rất nhanh đến từ trọng tài Vũ Nguyên Vũ. Phạt việt vị của tiền đạo bên phía câu lạc bộ Hà Nội, và giờ thì trọng tài Vũ Nguyên Vũ đã thay đổi quyết định của mình. Đó sẽ là một quả phạt đền dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Những niềm hy vọng đang được đặt lên vai của người đội trưởng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu này. Một tiền đạo cực kỳ dày dặn kinh nghiệm, Hoàng Vũ Samson. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tận dụng được khoảnh khắc này và họ đã có được bàn thắng cơ hòa. Một bàn thắng cực kỳ quan trọng với đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Như vậy án phạt dành cho quốc gia số 21 của Thành phố Hồ Chí Minh, Nghiêm Xuân Tú. Dứt điểm, không vào. Một trận đấu quá cảm xúc và mạch cảm xúc được đẩy cao cho đến những thời khắc cuối cùng. Một điểm hoàn toàn xứng đáng dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trước nỗ lực phòng ngự quả cảm và kiên cường của họ. Trong khi đó thì Topelec Bình Định chỉ còn biết trách mình khi ngày hôm nay họ đã bỏ lỡ quá nhiều những cơ hội. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.